Thưa quý vị, tối qua ngày 24 tháng 6, đêm thi thứ tư cũng là đêm thi cuối cùng của vòng loại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 đã đốt nóng mọi nẻo đường của thành phố bên bờ sông Hàn bằng đại tiệc của ánh sáng âm nhạc qua phần trình diễn pháo hoa của hai đội Ba Lan và Anh với chủ đề Vũ điệu của thiên nhiên. Nhiều du khách đến Đà Nẵng trong dịp này không chỉ ấn tượng với những màn trình diễn pháo hoa mà còn là về một thành phố du lịch sôi động và cũng rất an bình. Từ 19 giờ, từng dòng người đông như nem không chỉ lấp đầy khu vực khán đài mà còn đổ về các cây cầu bắc qua sông Hàn và các tuyến đường dọc bờ sông như Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng để chờ đợi màn trình diễn pháo hoa của hai đội Ba Lan và Anh. Không khí rất đông vui và náo nhiệt. Thực ra là mình ở bên Mỹ 5 năm bây giờ mới về một lần và cũng muốn dịp này đưa cả nhà đi chơi một vòng từ Bắc vào Nam, nhưng mà biết rằng Đà Nẵng cái dịp này là có pháo hoa nên là mình book vé vào trong Nam xong ấy ra Đà Nẵng đúng ngày hôm nay để xem pháo hoa nên là rất là phù hợp với dịp này vì pháo hoa nên mình đi Đà Nẵng dịp này. Mình và người yêu đến Đà Nẵng du lịch thì thấy các poster quảng bá về lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng nên tranh thủ đến xem. Mình thấy không khí rất sôi động, có rất nhiều người. Thật sự là một lễ hội lớn của năm. Tụi mình rất hào hứng để đón xem pháo hoa. Đúng 20 giờ 23 phút, màn pháo hoa đã được bắn lên, thắp sáng bầu trời Đà Nẵng. Ai cũng phấn khởi và tán thưởng khi được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa cực kỳ mãn nhãn. Người xem, người lấy điện thoại để quay, lưu lại những khoảnh khắc đẹp như thế này ở Đà Nẵng. Du khách đã đến thành phố nhiều lần, chia sẻ Đà Nẵng về đêm đã đẹp, nơi có pháo hoa lại càng thêm lung linh, rực rỡ hơn. Đến Đà Nẵng du lịch thật sự là trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ. Tức là cái lễ hội pháo hoa này thì mặc dù tổ chức ở Đà Nẵng thì cũng lâu rồi, nhưng mà lần này thì nhà mình mới đến vào đúng dịp thì cũng có cảm nhận là cũng thành phố cũng có nhiều thay đổi. Lễ hội pháo hoa thì nói chung là nó cũng đặc sắc so với lại các cái pháo hoa mà mình xem. Nó nhìn chung mà nói thì ở Đà Nẵng là vẫn là an toàn. Đấy là so với các cái nhiều địa phương khác thì thấy vẫn là con người rồi về các cái dịch vụ ở đây thì cũng tương đối là tốt. Có thể nói trong 4 đêm diễn ra DIFF 2023, lễ hội thật sự là thỏi nam châm, thu hút khách trong và ngoài nước đến với thành phố. Điều này tiếp tục khẳng định thương hiệu của lễ hội cũng như thương hiệu Đà Nẵng điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.